Chị ngồi nghĩ nhiều khi không ngờ mấy chị, cái con này nè, mấy ông mấy bà biết không, ta nói hồi nhỏ em mà biến đi học đó, em nói với mẹ em thôi không đi học đâu, nửa lớn ơi bắt còng cho dịch ăn. Giờ ngồi nhớ lại thấy ngu động trời động đất luôn, đúng là thanh niên chưa trải sự đời mà. Giờ con còng này nó còn mắc hơn con dịch nữa, mà không có còng mà bắt nữa mấy chị. Trời ơi, xứ sở của em là còng nha, là mấy đứa đang bò bò đó đó, tụi nó gần như là tuyệt chủng rồi. Em mua 80 cành một ký mà em đặt hơn một tuần mới có đó, nhiều khi không có luôn nữa. Nhớ cách đây 20 năm, cái hồi mà tía em còn nuôi tôm đó, trời ơi, đặt người ta bắt người ta bán cho mình có 2.000 một ký hả, sáng nào mẹ em cũng cần xô xô á, rồi cái luộc xong cái chặt ba chặt tư ra cái thải cho tôm ăn. Trời ơi, mấy con tôm nó phái con còng lắm nha mấy chị, tụi nó ăn cái còng này tụi nó mau lớn nhiều lắm, mà cái đầm thì nó mau dơ. Ngồi mà nghĩ tới nghĩ lui thấy tuổi thân ghê mấy bà, mấy con quỷ còng gì nè, mà theo năm tháng tụi nó cũng có giá nữa. Còn em sao càng ngày càng mất giá vậy không biết nữa nè. Nhắc tới con còng này là nhắc tới bao nhiêu câu chuyện tuổi thơ của em. Ta nói trưa 12 giờ mấy bà mà xách đít đi hai cái búp phương đó, rồi móc vô cây cần câu đi câu còng. Vậy mà mấy con quỷ còng cũng ngu mà ăn cho được nữa. Nghĩ lại tức mấy con còng ghê thiệt chứ. Mấy này lửa luôn hả? Ủa đó, còng này là còng gió. Ủa vậy hả, đưa đây quay. Đó là biểu hiện của người nghiện sống ảo đó mấy chị. Đây mẹ em nói cái con mà cái càng tím này là còng gió nha. Rồi tên còng thì còng hết mẹ đi, bây giờ còn có thêm chủng lầu nữa mấy chị ơi. Đó nhớ nha, cái anh tím tím đó là còng gió đó. Mẹ em nói hồi xưa người ta không khoái ăn. Còn cái ông này làm móng ngon lắm nè thì gọi là còng quều. Còn cái thằng cha này thì là còng lửa đó, chắc nó tựa tựa lửa đó mấy chị ha. Anh này là còng voi, hồi nhỏ em phái con này lắm tại cái càng nó bự ăn ngon. Cái thanh niên mà mẹ em đang cầm nè là không phải còng nha, mà là con nha, sẵn đâu lộn có mấy con hà, nên mẹ em mần nó ăn chua luôn. Mua được có 3 ký còng hả mấy bà, mà làm cả bữa giỗ vậy đó, nào canh chua, nào gỏi, nào kho, rồi thêm mắm nữa chứ. Em tính mua là 5 ký luôn á, mà cái thằng bé nó bắt nó bán em là nó không có bắt nổi, thứ 5 ký có 3 ký là dữ rồi. Mấy cái món em nấu bữa nay là đặc sản không nha, nhiều khi mấy bà có tiền cũng không ăn được đâu, thiệt luôn á nè, em nói thiệt, trừ chỗ nào có còng nha. Em là em đang hái mớ lá me nè, để lát mình nấu canh chua, rồi leo đèo lội suối xuống đây chặt thêm cây chuối hộp nữa. Làm màu vậy thôi chứ chặt có nổi đâu, để ông chồng ông ra tay mấy bà ơi, coi em mập địch vậy thôi chứ em biết lắm. Đúng theo cái mô tiếp tiến trình thì mấy bà nghĩ là em làm còng sạch sẽ xong mới đi chặt chuối này kia các thứ hả? Không khó, cái này là màu đó mấy bà ơi. Sáng mà nghe thằng em nó báo là chị Phi ơi có còng là anh te để em đi chặt chuối hay là mẹ liền. Cũng hên á, thằng em nó bắt nó giao cuối tuần, em huy động lực lượng liền mấy chị. Chứ cái này mà một mình em làm đó, trời đất ơi, bữa nay làm ngày mai mới có ăn mấy bà ơi. Hồi xưa nhiều còng mình ăn sang, mình bỏ cái phần yếm, phần mai, bỏ luôn cái phần ngoe chỉ lấy phần mình. Còn giờ thì một hồi mấy bà nhìn mấy bà sẽ biết, chỉ cắt xương xương cái phần ngoe bên ngoài thôi, rồi bỏ cái phần yếm, yếm nào mà có trứng là không có bỏ luôn nữa. Còn cái phần mai ở trên á thì lấy con dao chích nhẹ phần đất thôi. Cắt cái mớ mỡ này để em thắng một hồi lấy tóp mỡ kho còng cho nó ngon. Coi tóp tóp nhiều khi cũng có nhiều cái lợi mấy chị, học được cái cách thắng tóp mỡ không dăn nè. Là mấy chị sắc mỡ xong rồi mình cho nước vô, mình đảo đều, mình đảo đến khi nào mà mình thấy cái phần mỡ này nó săn lại rồi nó tóp lại luôn, không có dăn nha mấy bà, nhưng mà cái nách nó rớt ra thôi hà. Trời đất ơi, thiệt em nói thiệt, nó không dăn mấy chị, nhưng mà cái nách nó mỏi dữ lắm mấy chị, phải xiên đứng đảo chứ nếu không đảo là nó dăn á. Lấy cho em cái chảo thêm vô đây xíu mỡ, rồi mình cho cái phần tỏi này mình phi lên cho thơm, xong cái mình hốt còng mình cho vô rồi mình đảo đều nhỏ nhẹ, kêu ông chồng lấy cho miếng nước. Ai nhà quay ra thấy ổng chơi liên cái bình, trời đất ơi, thấy mà tức cái nách ghê. Bà nào mà chơi hệ tâm linh á thì xà vô đây cho em miếng bột ngọt, miếng đường với xíu nước mắm nha. Cái còng kho này thì em cũng kho đại hả mấy bà ơi, nếm nếm thấy vừa cái miệng là em bụp thôi hà. Đó, thấy nó sạc sạc nước lại như thế này thì mình sẽ cho cái phần tóp mỡ vô, rồi mấy bà đảo đều, sau đó thì mấy chị cho vô đây xíu tiêu cho nó thơm. Vậy là xong rồi đó, em nếm thấy ngon quá trời quá đất luôn. Rồi, xách cho em cái chảo khác cũng cho vô đây xíu dầu, cũng phi miếng tỏi cho thơm. Món mà em đang làm tiếp theo là cái món còng nó cũng không khác gì còng kho đó, nhưng mà mình nêm nếm cho nó lạc hơn một xíu, để một hồi mình trộn gỏi thôi. Cái gia vị là y hệt luôn nha mấy bà. Đảo đều thấy nó hơi sạch sạch như thế này là tắt bếp được rồi đó mấy chị. Cho mấy bà coi cái trứng con còng nè, nó chín nó đỏ ao đẹp ghê ha. Bắt cái chảo đó xuống, bắt cái nồi nước lên cho em. Bây giờ thì mình sẽ đậy lại để cái nước này sôi để nấu canh chua. Quay qua lấy tép tỏi với trái ớt đi. Rồi bây giờ đâm nước mắm nha, để mình trộn cái phần gỏi còng. Cái vụ mà làm nước mắm trộn gỏi này thì em cũng làm theo linh tính thôi hầm mấy chị ơi. Ta nói nếm nếm thấy vừa cái miệng lên chơi hả. Rau chuối mấy bà cho ra dĩa, rồi mấy bà phủ còng lên, sau đó mấy bà chan nước mắm cho em, rồi cắt vô miếng rau quế. Lẽ ra là phải bỏ ra cái thau trộn đều nó lên, mà tại làm màu làm mè đó. Quay cho mấy bà coi vậy thôi hả, chứ lát hồi em cũng đổ ra cái thau em trộn. Thấy cái nồi nước nó sôi
á thì mình sẽ dò lá me cho vô nha mấy chị, xong mình cho cọng vô rồi cái mình cho cái phần rau chuối xong vô, cái mấy chị đảo qua đảo lại 2-3 lượt rồi nêm vô đây cho em xíu bột ngọt với xíu muối thôi nha. Cái nồi canh chua này đặc biệt là chỉ nêm hai cái gia vị đó thôi, xong cái cắt vô đây miếng ớt với miếng lá quế rồi vậy là xong cái nồi canh chua đó mấy chị, cực kỳ đơn giản nhưng mà hết sức ngon nha. Em có chừa lại một mớ cọng rồi, để em làm mắm cọng, em quay cho mấy bà coi cái đặc sản mắm cọng ở quê em nha. Quá sức cái bữa cơm hôm nay toàn đặc sản không. Rồi mời mấy chị cùng ăn cơm với gia đình em nha. Cả 20 năm mới ăn được món canh cọng. Mấy chị có nghe mẹ em nói không? Cũng phải hơn 20 năm rồi mới ăn lại mấy cái món này nè. Mấy bà biết hiếm cỡ nào chưa? Ngon quá. Công nhận là lâu lâu ăn lại nó ngon thiệt mấy chị ơi. Chỗ mấy chị có cọng không? Có thì làm nha.